Thuê xe ôm đóng giả bạn trai đi cùng công ty, ai ngờ sếp thách, hai đứa dám ngủ với nhau tào thăng chức luôn. Hám danh, tôi đã gật đầu, nào ngờ đêm đó. Tôi, một cô gái hình thức ổn, công việc ok, ấy vậy mà đã 28 tuổi rồi vẫn ế, dù chả chảnh chọe hay khó tính gì. Đi đâu tôi cũng nghe câu, xin thế này chắc là có người yêu rồi, nên chả anh nào có ý định tán tỉnh nữa, trong khi vẫn ế dài cổ ra. Nhìn bạn bè kết hôn, có con cái mà tôi thèm, không biết bao giờ tôi mới thoát ế, mới ngóc đầu lên vênh mặt đập chiếc thiệp, cười vào mặt chúng nó đây. Càng nghĩ đến chuyện đó tôi càng sầu. Đợt này công ty tôi tổ chức đi du lịch Phú Quốc, sếp ra chỉ tiêu nhân viên nào độc thân thì phải dẫn gấu đi, không sẽ phải trả hết tiền chuyến du lịch. Nghe xong mặt tôi tiêu nghỉu, không biết làm thế nào đây để đỡ mất mặt và đỡ mất tiền. Về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ, tôi không biết kiếm đâu ra anh người yêu trong vòng một tuần. Sát ngày đi du lịch bí quá, tôi đánh liều ra hợp đồng với anh xe ôm. Anh đóng giả là bạn trai tôi đi du lịch 3 hôm, tôi trả anh 3 triệu, mọi chi phí tôi lo hết. Đóng giả người yêu à? Hay đấy, nhìn của em đâu đến nỗi mà phải thuê bạn trai thế này. Anh đồng ý luôn. Thuê được anh xe ôm, ngày hôm sau tôi dẫn anh ta đi du lịch cùng công ty. Thấy tôi lần đầu lộ diện bạn trai, ai đấy cũng ngạc nhiên và choáng váng vô cùng. Sếp tôi thì cứ vỗ đùi đen đét cười lớn, may quá vậy là con lê không ế rồi. Ngày đầu tiên của chuyến du lịch, anh xe ôm diễn vai bạn trai tôi khá đạt, khiến ai nấy cũng tin. Thế nhưng buổi tối thứ hai mọi người ngồi nhậu với nhau ngà ngà say, bất ngờ sếp tôi đứng dậy chỉ tay vào tôi và anh xe ôm thách thức. Hai đứa mày mà dám ngủ với nhau, tao sẽ thăng chức cho mày lên làm trưởng phòng, chơi không? Trưởng phòng ạ, sếp nói chơi hay nói thật? Thật luôn, tất cả mọi người ở đây làm chứng. Nhưng nếu hai đứa mày mà không dám ngủ với nhau thì đích thị tụi mày không phải người yêu. Từ sáng đến giờ tao thấy hai đứa mày có biểu hiện lạ lắm, cứ như kiểu đang diễn đấy, chả thật tẹo nào. Tụi em yêu nhau thật đấy, cũng đã được 3 năm rồi, chẳng qua không công khai thôi. Em bảo anh ấy nếu được thăng chức sẽ cưới nên anh ấy đợi. Thế thì nhận lời thách thức của tao đi, vừa được lên chức lại được kết hôn với nhau, tuyệt vời quá con gì. Nhất mày tao mới cho mày chơi trò này đấy, không thì mày còn lâu mới ngồi vào cái ghế trưởng phòng. Em nhận lời thách thức của sếp, tưởng gì, chuyện nhỏ đúng không anh yêu? Tất nhiên rồi, bọn em yêu nhau ấy suốt mà. Được đấy anh để chú, giờ thì bắt đầu chứng minh cho tao thấy chúng mình yêu nhau thực sự đi. Bị tống vào phòng kính, sếp biết đang đứng ở ngoài nhìn vào tôi, nháy mắt cho anh xe ôm, giả vừa ôm hôn thôi. Ai ngờ anh ta đẩy tôi xuống giường thủ thỉ. Sếp cô không phải dạng vừa đâu, mấy trò con nít của cô không qua mặt được lão ấy. Thôi cứ nhắm mắt vào, tôi sẽ diễn cảnh này cho cô. Anh nhớ là phải giả vờ thôi đấy nhé, tôi không muốn mất đời con gái với anh đâu. Biết rồi, nói nhiều quá, nhắm mắt vào. Tưởng anh xe ôm nói thật, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, ai dè anh ta làm thật khiến tôi cứ ứ ố không thốt được lên lời. Sau 40 phút hì hục, anh ta thả tôi ra. Tức quá tôi tát anh ta một cái thật đau, khóc tu tu bắt đền. Ai cho anh làm thật, tôi bảo làm giả thôi mà. Xin lỗi cô, tôi nhỡ, đồ đểu. Giờ tôi mất thứ quý giá nhất rồi, còn ai dám cưới tôi nữa chứ, tại anh hết đó. Tôi sẽ cưới cô, sẽ đền bù cho cô. Nhưng tôi không cưới anh, không lấy chồng làm xe ôm. May quá tôi không phải xe ôm, tôi là em trai của sếp cô. Anh nói cái gì vớ vẩn thế, đừng có đùa nữa. Tôi nói thật, thực ra hôm đấy tôi đứng chờ cô đi làm về. Đúng lúc ông xe ôm giờ tôi trong hồ xe ông ấy đi vệ sinh, thì cô ra, và mọi chuyện như cô biết đấy, sếp cô giới thiệu cô cho tôi. Hai anh em tôi đã bắt tay nhau lừa cô, nhưng tôi yêu cô là sự thật, lần đầu tiên thấy cô tôi đã yêu cô rồi. Thế anh làm gì? Anh là em sếp sao tôi không biết? Tôi làm ở bên Sinh, anh em tôi ít thể hiện mối quan hệ ra bên ngoài nên ít người biết, giờ cô đồng ý lấy tôi chứ. Anh em anh lừa tôi. Phát hiện mình bị úp sọt, lừa một phố đau điếng, tôi giận dữ bỏ về ngay trong đêm và nộp đơn thôi việc luôn vì giận sếp. Thế nhưng cả bạn trai giả kia ngày nào cũng đeo bám tôi, tặng hoa quà các kiểu, nói yêu tôi đến phát phiền. 3 tháng sau tôi ngã ngửa phát hiện mình có thai. Bố mẹ tôi biết chuyện, ông bà bắt tôi cưới anh ta ngay, nhưng tôi không chịu đòi phá thai vì vẫn giận anh ta nhiều lắm. Theo các bạn, tôi nên bỏ qua mọi việc nhận lời kết hôn với anh ta, hay là âm thầm bỏ thai đi rồi làm lại tất cả? Tôi đồng ý làm cha đứa bé với điều kiện cô phải đưa 1 tỷ và sau 3 năm trả tự do cho tôi. Mặc cả như thế, nhưng sau khi nhận tiền xong thì anh xe ôm đã làm điều này. Chiều vừa chạy xe ôm được 2 chuyến, đứng ở vệ đường bắt khách thì Hùng giật mình khi có cô gái bụng to vượt mặt ra vỗ vai. Tưởng khách đi, Hùng hớn hở đưa mũ cho,
Ai ngờ cô ta bảo anh chuyện này. Anh có thể đóng giả làm cha của đứa bé trong bụng tôi được không? Tôi sẽ trả công anh hậu hĩnh. Cô nhầm người rồi, tôi chỉ có nhu cầu chạy xe ôm, chứ không có nhu cầu làm chồng cha ai cả. Bố đứa bé đâu để cô phải khổ sở thế này? Hắn ta làm tôi có bầu rồi chạy. Tôi sẽ trả anh 500 triệu, anh đóng giả làm chồng tôi trong vòng 3 năm. Số tiền lớn như vậy đủ để anh gật đầu rồi chứ? 500 triệu à? Đúng, anh chạy xe ôm cả đời không được 500 triệu đâu. Tôi muốn 1 tỷ, nếu cô đồng ý thì chúng ta ký hợp đồng hẳn hoi. Nhưng sau 3 năm, cô phải trả tự do cho tôi. Đồng ý thì làm, không thì thôi. Anh ghê gớm hơn tôi tưởng đấy. Được, tôi đồng ý. Anh theo tôi vào quán nước ký hợp đồng. Sau buổi hôm đó, Hùng theo cô gái kia về nhà cô ta, ra mắt và chịu tội. Đứng trước ngôi biệt thự cao cấp mà Hùng choáng về độ giàu có của cô gái thuê mình. Kể ra cô ta cũng tội. Nhưng thôi thì Hùng cứ hoàn thành xong nghĩa vụ, kiếm món tiền về quê lấy vợ cũng được. Anh là đàn ông, tính ra cũng chẳng mất gì cả. Bị nhà Liên, cô gái thuê Hùng đóng giả làm chồng, tổng sĩ vả đủ điều, Hùng chỉ biết câm nín chịu đựng cho xong chuyện. Họ đòi cưới và tất nhiên Hùng phải gật đầu đồng ý. Và một cái đám cưới giả mà họ hàng nhà trai đều là Liên thuê và đóng giả hết. Cưới xong được hôm trước, hôm sau Liên đi đẻ. Ngồi chầu trực trong bệnh viện mà Hùng lo quá. Cứ kiểu như Liên là vợ thật và đứa bé kia là con mình không bằng đấy. Đón đứa bé từ tay bác sĩ, anh vui mừng khôn xiết. Con bé xinh quá, nó cứ mỉm cười với anh mãi không thôi. Dọn về nhà Liên sống chung như vợ chồng, trừ khoản chăn gói là không xảy ra. Tuy là vợ chồng giả, nhưng Hùng lại chăm sóc mẹ con Liên chu đáo và cẩn thận lắm. Người ngoài nhìn vào ai cũng mừng thầm cho Liên và bảo cô được nhờ chồng. Sau 3 năm làm chồng hờ của Liên cũng hết hợp đồng. Ngày chia tay, Liên giữ lời hứa trả hết 1 tỷ cho Hùng không thiếu một xu. Vui vẻ nhận số tiền khủng kia, Hùng cười đùa trêu Liên. Nếu mai này cô muốn thuê tôi làm gì cứ gọi nhé, miễn không phải là ngủ với cô là được. Tôi không cần, giờ tôi đã có con tôi chẳng cần gì hết. Cảm ơn anh 3 năm qua đã đóng tròn vai bố đứa trẻ. Giờ tôi trả tiền và cả tự do cho anh đấy, anh đi đi. Tôi sẽ nói với bố mẹ rằng chúng ta ly hôn. Họ không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận đâu. Tôi đi nhá. Ừ, anh đi đi. À, tôi quên. Cho tôi bế con bé tạm biệt cái nào. Liên đưa con cho Hùng bế, thì bất chợt anh đặt một nụ hôn thật nồng nàn vào môi Liên, khiến cô chết đứng, không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi con khóc. Anh làm cái gì thế? Sao anh lại cưỡng hôn tôi? Vì anh yêu em. Em có thể để anh làm chồng thật của em được không? Bé nắm cũng cần có cha mà. Anh nói cái gì vậy? Anh lại định trêu đùa tôi đấy à? Đừng giỡn nữa, anh đi đi. Anh nói thật đấy. 3 năm nay đóng giả làm chồng em, anh đã yêu em mất rồi. Anh muốn được là người đàn ông của em, được cùng em nuôi dạy bé nắm. Cho anh cơ hội đó nhé. Anh yêu em, điều đó là thật lòng. Anh chứng minh đi. Em vào xếp đồ đi, anh sẽ đưa em về quê ra mắt bố mẹ và nói hết tất cả với bố mẹ em, xin họ tha thứ và chấp nhận cho hai đứa mình. Còn số tiền này anh sẽ gửi vào ngân hàng để lấy tiền nuôi bé nắm. Như vậy đã được chưa em? Để anh chăm sóc mẹ con em nhé. Anh không muốn làm chồng giả của em, muốn kết thúc hợp đồng này để biến những thứ từ giả thành thật. Liên gục đầu vào lòng Hùng mà bật khóc nức nở. Không ngờ sau bao nhiêu bất hạnh đến với cô thì giờ đây Liên đã có tình yêu, hạnh phúc đích thực. Hùng, người đàn ông xuất thân thấp hèn, nhưng anh yêu cô và sẵn sàng làm mọi thứ vì mẹ con cô. Giờ Liên vẫn không dám tin đây là sự thật. Cô không ngờ cuộc hôn nhân này có thể chuyển từ giả thành thật, khiến Liên có một cuộc sống đầy ắp tiếng cười như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những tin tức hấp dẫn mỗi ngày. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin tiếp theo. Hey,